Nhã Phương tiết lộ cắt xê khi tham gia phim của Trường Giang, Doãn Quốc Đam bị chấn thương khi đang quay phim. Doãn Quốc Đam bị chấn thương khi đang quay phim, đóng phim của Trường Giang, Nhã Phương không có cắt xê. Thần tiến, Jeremy Renner đã tỉnh lại. Theo Variety, Jeremy Renner đã đăng tải bức ảnh kèm lời nhắn gửi đến người hâm mộ trên toàn thế giới về tình hình sức khỏe của anh. Trong bức ảnh, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Renner bị chấn thương khá nghiêm trọng ở vùng mặt. Cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Chồng tôi có vẻ luộm thuộm nhưng tôi vẫn muốn gửi gắm tình cảm của mình tới người hâm mộ, Renner chia sẻ trong bài viết. Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời động viên tới nam diễn viên. Sớm phục hồi nhé anh bạn, xin gửi những lời chúc tốt đẹp tới anh, Chris Hemsworth, thần sấm tho. Đội trưởng Mỹ Chris Evans hay đạo diễn Taika Waititi đều gửi những lời động viên ấm áp tới anh. Trước đó vào ngày 1 tháng 1, khi đang dọn tuyết xung quanh ngôi nhà của mình ở Reno, Nevada, Mỹ, Jeremy Renner vô tình bị máy xúc tuyết, cắn qua chân khiến anh mất rất nhiều máu đồng thời bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể. Một người hàng xóm là bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu cho sao phim Avenger, Endgame sau đó anh được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Khi nhập viện, Jeremy Renner đã phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó tình trạng của anh đã ổn định hơn. Doãn Quốc Đam bị chấn thương khi đang quay phim. Quản lý của Doãn Quốc Đam cho biết nam diễn viên mới gặp chấn thương. Cụ thể, Quốc Đam bị nhiễm trùng cơ, áp xe đùi phải hạn chế đi lại. Nam diễn viên cũng cho biết bản thân không may bị thương, đã đi khám và được bác sĩ kê thuốc, dặn dò. Hiện tại, anh chỉ có thể di chuyển chậm và không làm được việc nặng. Theo lời quản lý, thời gian này, Doãn Quốc Đam đang ghi hình hai bộ phim. Hầu hết cảnh quay đều cần dùng sức, một số cảnh hành động. Mới nhất, trong dự án điện ảnh đóng cùng Tuấn Hưng, Doãn Quốc Đam phải thực hiện cảnh quay nhảy từ mái nhà xuống đất. Sau đó không lâu, Doãn Quốc Đam bị đau chân, khó di chuyển nên đi khám và được chẩn đoán bị nhiễm trùng cơ. Đóng phim của Trường Giang, Nhã Phương không có cắt xê. Phim Chủ tịch giao hàng của Trường Giang đang gây chú ý khán giả dù mới lên sóng được 2 tập. Tập 2 của phim thu về 2,5 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và lọt top 3 trending. Ngoài sức hút đến từ dàn diễn viên tham gia thì nội dung hài hước của phim cũng được khán giả đánh giá cao. Đặc biệt, ca khúc nhạc phim mang tên Vợ Anh số 20 ai số 1 do chính Trường Giang sáng tác và trình bày cũng được phát hành. Ca khúc này được Trường Giang ngẫu hứng sáng tác để tặng bà xã Nhã Phương. Tuy nhiên, vì đạo diễn Đức Thịnh vô tình nghe qua và cảm thấy thích nên đã xin phép lấy làm nhạc phim. Chia sẻ về bản nhạc ông xã viết tặng mình, Nhã Phương nói, ban đầu, tôi tâm sự với anh Giang về việc chơi TikTok. Sau đó, ảnh chủ động nói sẽ viết tặng tôi bài hát. Một hôm, anh Giang dắt tôi lên phòng chiếu phim và bất ngờ cho tôi nghe bài hát mới. Lúc đó tôi thấy vui và cảm động vô cùng, lâu lắm rồi anh Giang mới có những hành động lãng mạn như vậy. Nhận được món quà này, tôi liền bắt tay lên kế hoạch sẽ làm nhiều thứ với bài hát. Đột nhiên, anh Giang thông báo bài hát bị lấy đi dựng phim rồi. Lúc đó cũng hơi giận nhưng vì ông xã tâm huyết với phim nên tôi nhường anh ấy. Nhã Phương cũng chia sẻ về cắt xê khi tham gia phim của chồng. Ban đầu tôi nhận lời mời vì nghĩ là sẽ quay rất nhẹ nhàng, ai dè lại quay rất nhiều và rất mệt. Thế mà không có đồng cắt xê nào. Nhưng thôi, đây là quà anh Giang tặng khán giả, thấy ông xã vui nên tôi cũng vui lây. Mong quý vị sẽ ủng hộ, nữ diễn viên cho hay.